Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tính năng lãnh thổ chiến với môn phái chính là vô đen. Và anh em có thể nhìn thấy đây là cái map của lãnh thổ chiến. Wow, má ơi, rất là ngon, rất là đẹp, rất là đã luôn anh em. Má ghê vậy. Đẹp ghê luôn anh em. Chúng ta chiếm từng cái. Thôi chúng ta vô lãnh thổ chiến thôi. Rồi thì bây giờ là cô sẽ nhường mic cho anh chỉ đạo để cho coi ảnh bọn nó đồng quá. Bây giờ các bạn cầm đồ này mọi người. Giờ đánh như thế nào rồi mấy anh trời má ơi đông. Oh my god, đông vui quá. Chúng ta sẽ chạy ra ngoài coi như thế nào. Rất là đông. Cái game này cô cảm nhận là nó hay ở chỗ load hình ảnh. Tuy chúng ta chỉ load theo như mà nó đề cử là load 50 người, nhưng mà nó load rất là mượt luôn em. Load người rất là mượt. Chạy đến đâu load người đến đó luôn. Chủ âm đúng không? Ok. Nói chung là trận này thì chúng ta gặp rất là nhiều bang. Để coi bang mình đánh như thế nào. Có mic chỉ huy xíu anh em nào, chỉ huy thì mở mic chỉ huy ra chỉ huy nha. Nói vô dễ. Rất là đông người luôn á anh em. Bang mình cũng đang rất là đông. Hiện tại bang mình là bang Hồng Hưng. Thứ tư chỉ đạo thì tôi cũng có một cái như thế này. Rồi, ăn xong rồi nè. Anh nào xuống bớt thế anh này đông lắm. Ồ, có bàn khác nó lên nè, thích BK bắt đầu lên nè. Rồi anh em xuống âm nè, xuống thay âm nào. Đi, di chuyển xuống thay âm kìa anh em. Ồ, lớp người vậy ok lắm anh em. Pin thì vẫn đứng đó nha. Rất là đông nha. Rất là đông nha. Trời ơi, 8 mạng luôn. Má ơi, ngon lành 9 mạng luôn kìa. Ôi, ngon lành. Báo tên hình của Thái Dương. Ổn nha. Anh Võ Đan bên mình bút tôi liên tục ôm nào anh em ơi. Anh Võ Đan bên mình bút một cái một chết hết nguyên đám luôn anh em. Ghê thật. Khi nào mà Dương có biến hú nha. Ở dưới đánh lên, thấy âm dưới đánh lên. Bồng lai đánh nha. Xuống nó chiếm kìa. Âm hay dương. Mà mình quá lực ở đây rồi. Quá lực. Ngạo thiên cái kiểu. Lên luôn. Trang hai cột. Ôi má ơi, nó chịu một cái một nó không kịp. Đây, cầm đồ bắt đầu lên nè. Một cái bộ trên nùi. Gì căng thế anh trai, trời.
Quýnh... Ôi, ôi, cầm đồ bắt đầu chạy lên anh em ơi. Ôi, chạy về, cầm đồ quá kìa anh em. Ôi da, ôi da, ôi da. Dương không ổn nha, Dương không ổn nha. Chạy thích về ngay. Rồi, giết. Tập trung về Dương, cả bang tập trung về Dương là bot tự động. Chạy, chạy, chạy. Toàn bang tập trung về Dương. Ồ, bên kia cũng cắt phết anh em. À, dạ 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 dạ. Rồi, thiếu lâm kinh nha. Má ơi, thiếu lâm kinh lắm anh em. Ồ, bạn cầm đồ này khỏe phết đấy. Ba tập bên người Dương nào, đem có pin về bên âm. Nó đánh chủ lẹo quá. Chia ra đi, một bên Dương, một bên. Anh em mình chia ra mỗi người cột đi. Quá dữ anh em à. Hãy lên luôn. Âm xong rồi pin rồi. Kéo ghê thật á. Thiếu Lâm nó kéo kinh thật á anh em. Ổn nha, ổn nha, ông vẫn ổn. Mình đứng góc mình đập thôi. Nhưng mà chủ sắp hết máu nha. Ồ, chặn đây ngon nè. Sẽ muốn máu thôi. Sao mình không có điểm ta? Cứu ông nha, cứu ông nha. Ok, ok, ok. Mang về âm, pin về bên Dương thủ. Dương Nam âm bị kiếm rồi kìa. Từ từ, mình đang điểm cao mà sợ cái gì. Toàn mang về âm. Trời, nhảy không kịp anh em à. Hai cái nổ của nó. Mình đang chống chọi hai bang. Lực bang mình quá mạnh đi anh em. Quá mạnh. Rồi, mình sẽ lên Dương lại. Và mình này hạng nhất này, lần thôi chứ. Mình không hiểu tại sao mình không có tiền. Toàn ban Dương, toàn ban Dương. Tem của pin về âm. Mình giết người quá trời luôn. Nhưng mà không được gì nhiều á. Có cầm cây luôn. Toàn ban Dương, pin về âm nha. Ra đi, một bên Nam, một bên Dương. Ai da, ai da. Trời ơi, pha đó mình nhảy mà nó nhảy ngu thiệt anh em, cây nó nha. Không đủ đâu ông ơi, cái bang cầm đồ nó vô, nó hốt hợp pháp hết luôn. Ai da, bị chậm rồi anh em ơi. Tính bình tĩnh nào anh chủ ơi, đánh được, đánh được. Cứu âm, cứu âm, cứu âm. Có điểm cao mà mình sợ gì trời. Âm sao rồi? Mình đang bị hai bang ép mà cứ ôm cái thôi. Âm bị công mạnh. Không sao đâu. Ăn thua gì.
Con Thiên Nhẫn khó chịu lắm, hút khó chịu thật sự anh em. Toàn ban Dương, toàn ban Dương. Dương ổn rồi. Âm bỏ âm đi, bỏ âm đi. Chẳng đây được rồi. Kêu anh em nào trên 40k bên giáp á, di chuyển xuống dưới. Kêu mấy anh em trên 40k bên giáp á, di chuyển xuống âm. Còn lại ban mình ôm cái trụ dương. Vậy xong rồi, cần chi chạy tới chơi luôn, chi chưa cực. Toàn ban âm nào, toàn ban âm nào. Ban mình ôm chắc cái trụ trên rồi, ở dưới mình chỉ câu đĩa không cho tụi nó ôm thôi, được rồi. Ban mình gặp hai ban khác nên là chỉ ôm một trụ thôi, trụ còn lại là câu đĩa, rồi mình gây ra khó khăn cho nó. Quá ngon anh em. Cái game này á, cái game này hiện tại á là nó bị dở ấy, nó giống như Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile vậy đó. Nó dở một cái là cái mic của người này nói chuyện, người kia mà mic lên thêm lần nữa là nó chỉ load mic một người thôi. Nó không load theo thứ tự. Cái người tiếp theo là không load được nữa. Toàn bang qua âm đi anh em ơi, đánh qua đánh lại đi. Bang mình cách biệt quá rồi. Này không có bút máu à. Vậy bỏ trụ đi, bỏ trụ đi. Bỏ trụ đi, cho nó ăn mình ăn lại. Thấy Thiên ăn kìa. Ô cái trụ ở đây thì nó ăn dễ mà. Ô Thế Thiên đâu ra nữa vậy? Vậy là mình chống với ba bang luôn á. Mình đánh với ba bang luôn. Mình mới ăn á. Mình mới ăn nhưng mình bị đập. Làm đi cái hạng điểm bản đồ là anh em mình nhất cờ. À. Không, nhiều bang. Bên ơi, cứ đứng ở bên Dương đi nha, khi nào mà có bang nào tấn công thì kêu anh em qua nha. Mình là team cơ động nè, mình là cái team mạnh nhất. Mạnh nhất luôn. Qua một đống luôn nè. Qua một đống để team tôi. Team tôi giúp cho. Đây, tôi qua liền anh em. Trời ơi. Qua Dương nó qua một đống nè. Bết vô đàn đây, đến đây. Anh em giờ nè. Chung hết qua bên Dương đi, còn lại một anh em toàn mang qua Dương kìa. Bết vô đàn này anh em, thật máu. Cái đánh mon. Còn một phút cuối chạy qua bên Nam là mình kiếm âm là mình ổn luôn á, để lại thủ một số anh em thôi. Điểm mình đã hơn người ta rồi mà. Toàn mang 100% qua Dương hết đi. Còn một phút cuối là cho anh em chạy qua bên Nam. Lô chạy dương, chạy âm, chạy dương, anh em chạy gãy chân ngựa luôn á. Giết cầm đồ giật. Mới vô đánh sướng thật anh em à, đã thật. TV ôm đây. Để cua chạy xuống dưới chưa? M
mình đang hạng 5 anh em. Đang hạng 5. Đâu? Ba hạt luôn. Vậy là dứt thêm cái nữa. Dứt thêm một cái nữa là ok. Đây, xuống đây. Đây. Tôi đến đây, biệt đội giải phóng. Biệt đội giải phóng đến đây anh em ơi. Biệt đội giải phóng. Chạy đâu? Chạy đâu mấy anh? Mấy anh trai ơi, là mấy anh trai. Ù, con mình giáo. Ôi, thôi, nó mới quăng cục chạy xuyên tôi anh em ơi, mới chạy được. Ây da, nó hút vô kìa. Mình giao chị. Má ơi, đừng để nó giúp mình. Đừng để nó giúp. Bốt về âm, ấy về vô. Ok, chúng ta lên trên thôi anh em. Về dương. Coi hạng đây. Ồ, chúng ta mất hạng luôn rồi. Chạy tới chạy lui là mình mất hạng. À, mấy ông mày đứng đây nè, giết người nè. Dương có ai đâu. Trời ơi, trần cổng luôn rồi. Chặn cổng rồi, đây chặn cổng rồi. Về âm thôi. Thông ơi. Bên Dương còn nhiều mẫu không Minh? Bên Dương ban mình chiếm cổng luôn mà. Mà mua xiết chiếc được 7 luôn mà. Còn nhiệt còn hơn nửa cây. Ồ, mấy bên kia nó quải rồi, mấy bên kia nó quải rồi. Mấy bên kia nó quải rồi. Bên mình chống đối rất là ghê luôn anh em. Giải tán đám đông đến đây. Ôi, nó không nảy cái ông Gia Đan này ha. Không nảy chú ông Gia Đan này. Em ở đó đợt em làm đây mà. Cung này rảnh quá, còn gì nữa đâu cũng gần. Bực mau này. Mạnh cực luôn. Thi Yên nè. Ồ, Thi Yên vô ăn hôi anh em ơi. Thi Yên nó vô tàn hình nó ăn á. Hello anh em ơi. Giờ mới cầm máy được nè. Sorry anh em nha. Vô liền đi, giữ với Sơn á. Ồ, vô đang khỏe thôi. Rồi, bấm vô là lãnh thổ á. Rồi qua giữ với Sơn. Nó vô nó cứ đánh cái trụ nè, vô đánh trụ. Nãy giờ tôi treo máy. Lỗi anh em nha. Này không biết là mình có tăng cái này không. Thiên Dương dứt liền anh em. Để coi nó có lên. Nó có lên máu không. Thiên Dương nè. Henneken. Tự động hồi máu thì ok. Ồ, nó lên kìa anh em ơi. Cầm đồ luôn rồi ta. Nó lên nè. Cầm đồ kìa. Chạy. Dám cho một team nó lên nè anh em. Trời. Biết là team sắc bén ở đây rồi. Dám chạy lên nè. Giết nó. Chỉ nó đi. Giết nó. Bọn này nó vẫn đánh theo cái quan niệm mà sát giờ nó ôm vào giống mấy cái game võ lâm thì không đúng đâu, cái này chiếm điểm nhiều nhá. Mọi người cứ bình tĩnh, sát giờ nó ôm vào kệ nó. Chạy đâu em? Nó cứ cấu rỉa liên tục à? Ban mình lực quá mạnh đi anh em. Chỉ cần một team chùm cua ở đây là ok rồi, cho nó đập gãy đi. Kẹo 7 phút nữa à? Mình ăn lại sao? Ôi nó bắt đầu kéo lên kìa anh em ơi. Giết nó. Điện anh em đội. Ơi về âm kìa. Nó băng cầm đồ lao qua. Lao qua sao mà được. Trời ơi. Hỗ trợ âm anh em ơi. Hỗ trợ âm. Trời âm có vài thằng thôi. Anh em ơi. Có tôi đây mà. Âm là dưới á. Không có con thằng. Có con thằng à. Có con thằng lọc qua. Đông kinh khủng luôn á. Tập hợp ở dưới này. Nó tập hợp ở dưới này. Đâu?
tập hợp ở dưới thì dứt nó. Đó. Đó. Ôi. Đó. Đó. Trời ơi, biệt đội là càng quét là tao mới chịu được. Biệt đội càng quét mà. Rồi, biệt đội của tôi hơi bị kinh đó nha anh em, trời vẫn hoài. Biệt đội càng quét mà, trời vẫn hoài mấy anh trai ơi. Đây đây đây, bắt đầu chạy lên đó nè. Nga mì thí viên này, trời biệt đội càng quét mà anh em. Còn có chút xíu máu rồi nha. Nè còn có xíu máu à. Tại sao anh em ôm cái chủ dương đi, mình chạy qua bên chủ âm chi nữa em cha. Nó kêu ôm chủ dương đi đó, hồi còn 1 phút mà chạy qua chủ âm kịp mà, đánh kịp luôn á. Dương về dương về dương. Trời về dương đây, trời về dương á tí. Đánh về mà kêu đi đánh công thành chiến bên kia chắc chết. Anh em rút về dương nào, anh em rút về dương nào. Đây Thế Thiên nó đang tập trung rất là đông anh em ơi. Giải tán nó. Mình chết ngắt luôn rồi. Thí dụ là nếu mà hai thằng, nếu hai thằng nó ôm một trụ mà hai thằng gần bằng điểm thì mình phải tính cái lực, cái điểm mình ăn hai trụ kia nữa. Cao thủ tại le học dưa ở đây nữa nè. Ô, ô, my god, oh my god. Ờ, dứt đây nè, đồng đội tôi ra xử đây. Ở đây bị, ở đây bị đóng rồi. Đang tập trung không, nhưng mà nó tính điểm rồi. Tại vì nếu mà tính trụ thì nó phải, cái phần trăm trụ là phải có đúng không? Đúng rồi, thì cái này... Đây, 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 nó lên, đây, nó lên anh em ơi, nó lên Ui, mà chúng ta chơi chiêu một đống thằng chết, chúng ta cũng lên đường. Thì mấy bang kia nó không có, là chắc chắn là bang mình lấy cái trụ ấy rồi. Nếu mà mỗi bang chiếm một trụ á. Âm anh em ơi, nó đang kéo á. Thì chắc chắn là mình sẽ lấy điểm rồi. Là mình lấy chưa, lại lấy cái thôn này rồi, cái vũ vô map này rồi. Anh em rút về âm nào, hỗ trợ âm nè anh em. Ồ, nó chơi thằng gì nhiều nè. Đoàn thị kiếm nhiều. Mình giáo nhiều nữa. À, dạ. Đánh qua kìa. Cái này nó không focus người ta. Mình di chuyển là di chuyển ra chỗ khác luôn. Nó đánh ra chỗ khác luôn. Anh em từ từ góp ý nha. Để giờ tôi say quá rồi, tôi không có tiếp thu được thông tin. Anh bị chiếm rồi kìa. Ông béo cứ đứng ở dương đi nha. Khi nào có đợi biến thì kêu. Ok. Giết. Địch ở trụ giữa tròn vô trụ dương là đông lắm nha anh em. Địch nó đi đường giữa, nó tràn vô trụ dương nha. Ok. Anh em mình góp xuống âm rồi tụi nó chiếm vô. Bây giờ mình chia ba cổng mình chặn đường luôn nè.
Rồi đây ok ạ. Cái này anh em mà muốn farm điểm thì party phải đi cùng nhau nhá, điểm nó cộng dồn cho cả party đấy. Ví dụ party vô tâm đứng đầu kìa. Còn nhiều cái tấn công nữa. Thêm được cả phía công. Chú Âm bị đập kìa. Hỗ trợ Âm anh em ơi, hỗ trợ Âm anh em ơi. Âm, hỗ trợ Âm, hỗ trợ Âm. Superboy. Em hết kệ anh em ơi. Thái Âm, Thế Thiên. Thế Thiên, giết Thế Thiên liền, Thế Thiên chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Anh em mình chia đều ra nè. Bên Thế Thiên mình giáo nhiều. Dương, nó chiếm Dương kìa. Cho anh em chạy qua Dương đi, mình thu Âm. Đây, đánh Dương giờ đánh đi, tôi thu Âm là ok. Chất liền, ngon lành liền anh em. Đang tập trung dưới đây nè. Rồi xong hết rồi. Bấm mèo okay, gì quá trời luôn rồi. Kết thúc rồi anh em ơi. Tôi treo máy cũng được 26 ta. Kinh khủng vậy. Chạy nè em. Ui cái party kia của ông Võ Đang hậu pro thì mẹ giết 185 mạng cho phải khiếp lắm nhỉ. Ôi má một đống trực thứ lệnh luôn kìa. Không rồi. Không rồi, ok. Để khởi lệnh, ô để khởi lệnh một đống luôn nè, ghê thật. Quá trời luôn. Anh em đấu bao nhiêu cái vị thế lệnh này? Quá anh trời luôn anh em. Quá khủng khiếp luôn á mọi người. Một cái hoạt động rất là vui, thật sự rất là vui đối với một cái môn phái mà chuyên đi web map như thế này thì phải nói là quá vui anh em. Vui thật. Anh em nếu thích video này nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồ cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Đừng quên copy cái link của video này và dán vô group Zalo của bạn để cho anh em có được cái cách đánh về cái đoạt lãnh thổ, tranh đoạt lãnh thổ đúng không? À, biết cái cách đánh như thế nào cho nó ok. Thì theo như cho Khai Minh biết là chúng ta sẽ tính điểm để chúng ta sẽ được những cái chiến thắng như thế nào đó nữa, cái kiểu quân đại biểu nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.